để nổ đầu nổ 10HB để khởi động máy băm sơ dừa B300, phải tiến hành băm nhỏ số lượng lớn vỏ dừa tươi khô các loại, cho ra thành phẩm mùn dừa với đa dạng kích cỡ theo yêu cầu. Năng suất một dừa băm lên tới 250 cân. Có thể sử dụng máy ở bất cứ nơi đâu không cần nguồn điện. Và để có thể tạo ra năng suất ấn tượng và thành phẩm băm chất lượng như này, ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với Ngọc Nga cùng nhau tìm hiểu cấu tạo ưu việt của dòng sản phẩm máy băm sơ dừa B300 trong video ngày hôm nay nhé. Máy băm sơ dừa B300 là dòng sản phẩm do công ty Bình Minh tự chủ toàn bộ từ khâu thiết kế, chế tạo và phân phối trên toàn quốc. Là dòng sản phẩm chuyên dùng hỗ trợ băm nhỏ khối lượng lớn vỏ dừa tươi, khô các loại, thậm chí là cả bị mụn, cho ra thành phẩm sơ dừa đáp ứng làm nguyên liệu sản xuất phân bón giá thể trồng nấm hay là đệm lót sinh học. Bà con có thể tiến hành băm nhỏ hàng tạ, thậm chí là cả tấn vỏ dừa ở nơi tập kết dừa hay ở ngoài vườn không có nguồn điện nhờ thiết kế hệ thống đầu nổ D10 thay thế động cơ điện. Với thiết kế đầu nổ này sẽ giúp bà con tránh gặp phải tình trạng phải kéo dây điện ra xa hay là lo nguồn điện không đủ tải làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Chiếc máy này có khả năng băm nhỏ từ 150 đến 250 cân vỏ dừa các loại mỗi giờ. Sản phẩm đầu ra sẽ có 3 loại kích cỡ theo mặt sàng lắp đặt trong máy là sàng 10 ly, 16 ly và 20 ly. Với B300 bà con có thể dễ dàng thay đổi mặt sàng bằng cách rút mặt sàng dặm hay kéo có tay cầm ra khỏi buồng băm. Từ đó bà con có thể dễ dàng thay đổi kích thước theo như nhu cầu của mình. Máy có cấu tạo đơn giản, tiện lợi cho dù bà con không quá am hiểu về các dòng máy nông nghiệp nhưng cũng có thể dễ dàng sử dụng máy. B300 bao gồm hai phần chính là phần khung máy và phần đầu nổ 10HB. Vật liệu làm khung và thân máy là thép chất lượng cao, giúp máy có khả năng chống han gỉ tốt, độ bền được nâng cao hơn. Buồng băm của máy băm sơ dừa B300 được cấu tạo vô cùng đặc biệt, bao gồm hệ thống 3 con dao băm phá được lắp đặt ngay phía cửa nạp, tiếp đến là hệ thống 4 con dao 2 lưỡi cực kỳ sắc bén băm nhỏ thành phẩm, cùng hệ thống 2 con dao cố định trên thành buồng băm sẽ giúp tối ưu khả năng băm, tăng tốc độ đẩy sản phẩm ra và giúp máy nhẹ tải hơn. Ngoài ra, hệ thống dao băm của máy băm sơ dừa B300 cũng vô cùng dễ dàng tháo lắp, giúp cho công đoạn vệ sinh bảo dưỡng của máy dễ dàng hơn. Thành phẩm sau quá trình băm nghiền bởi hệ thống 9 con dao này sẽ cho ra thành phẩm có chất lượng đồng đều, đáp ứng làm nguyên liệu sản xuất được rất nhiều bà con ưa thích lựa chọn sử dụng. Cửa nạp dạng phễu nối thẳng trực tiếp vào buồng băm, chiều cao vừa tầm giúp quá trình gấp liệu diễn ra nhanh chóng. Và phần cửa xả nằm dưới buồng băm có góc nghiêng hợp lý hướng xuống dưới, đảm bảo cho thành phẩm được đưa ra ngoài dễ dàng theo đúng chiều quay và không bị bắn ngược lên cao, hỗ trợ công việc thu gom đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng hơn. Nguyên lý hoạt động của máy như sau: động cơ truyền chuyển động thông qua bộ truyền dây đai cùng hệ thống bánh đà làm từ thép tấm dày dặn, giúp tối đa hóa lực ly tâm tạo ra, chống quá tải và duy trì tốc độ ổn định của động cơ, làm cho trục chính của máy quay theo sự chuyển động của bộ dao băm sắc bén băm nhỏ nguyên liệu thành mùn dừa có kích thước nhỏ hơn lỗ sàng chui qua mặt sàng, sau đó rơi ra ngoài cửa xả sản phẩm. Một dòng sản phẩm Ngọc Nga tin chắc rằng sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực cho bà con trong công đoạn xay nghiền vỏ dừa, cho ra thành phẩm mùn dừa đáp ứng nhu cầu sản xuất của quý vị khách hàng. Với dòng sản phẩm siêu tiện ích như này, vậy thì quý vị còn chần chờ gì nữa mà không nhanh chóng đến với chúng tôi ngay hôm nay để có thể sở hữu ngay cho mình một dòng sản phẩm có 102 trên thị trường hiện nay với mức giá siêu phải chăng, phù hợp với túi tiền của người tiêu dùng. Và toàn bộ chi tiết thắc mắc về dòng sản phẩm này thì quý vị có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình. Rất cảm ơn quý vị bà con đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi hết video ngày hôm nay. Ngọc Nga xin chúc tất cả quý vị bà con kinh doanh thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.